Đặt meo meo meo, rửa mặt như mèo. Sâu sâu lắm, chẳng được mẹ yêu. Khăn mặt đâu mà ngồi lim lam. Đau mắt rồi lại khóc meo meo. Anh đang rất là phê, mắt anh đang lim dim. Anh đang chuẩn bị chỗ nằm để tí anh lên anh nằm ngủ đấy. Phê đấy. Em làm gì đấy? Đâu, chị xem nhìn em làm gì nào. U rồi ôi, em đang giặt quần áo à? Giờ lại có kiểu giặt khô thế á? Em, sao mắt em lại ướt ướt thế? Nhìn vào cái mặt này này. Mặt phê đấy á? Trời ơi, xong là mày móc hết cái chân của tao ra. Thế đấy. Nào, vừa nãy thì chúng ta vừa được nghe bài meo meo meo. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một bài khác, không phải là về con mèo nữa mà là về con vịt, với sự mô phỏng họa của bạn nha. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng meo 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 meo. Lên đây, gặp vịt cái nó kỳ kèo đòi kít kít, xong rồi nó về cánh mà bay bay. Lâu thế, em dọn ổ lâu vậy? Dọn ổ lâu quá. Anh Sâu xuất hiện rồi. Anh Sâu, cho tôi phỏng vấn anh một chút. Anh có biết là anh em đang làm gì không? Tôi chưa hỏi xong anh đã lắc đầu thế à? Anh Sâu, anh có biết, anh có biết anh em đang làm gì không? Đây này, anh em đang làm gì thế? Anh em vẫn đang phê pha lắm. 3 phút đã trôi qua rồi mà anh vẫn chưa chuẩn bị xong cái ổ này mà lên mà nằm nữa cơ. Đen thế nhở? Suốt ngày ở trong nhà mà sao đen thế? Hôm nào mua cho ít kem trộn mà bôi vào mặt nhá. Ô cái mặt kìa. Thôi, đi ngủ thôi, vậy thôi. Vậy thôi không ạ? Nè, móc tay đi. Đấy thôi, trời ơi, mày móc cho của chị thế à. Ấy, trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi. Móc cái chân của người ta vẫn không dừng lại. Thôi em ngủ được rồi, nào em nằm đi, em nằm đi. Thái độ gì kỳ thế? Ông Sâu, ông có biết cái thái độ của thằng em nó kiểu thế là kiểu gì không? Thôi em cũng chuẩn bị đi ngủ đi chút. Ngủ rồi, tớ đi ngủ đây, tớ đi ngủ đây nha.